Ok, chúc mừng các bạn vừa cùng mình trải qua các bài học trong khóa học TOEIC 450 dành cho người mất gốc. Có lẽ bây giờ các bạn đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về tiếng Anh nói chung và TOEIC nói riêng. Mình tin là nếu tiếp tục ôn luyện theo các kiến thức và bài tập trong khóa học, các bạn sẽ đạt được 450 điểm và thậm chí là hơn thế nữa trong bài thi TOEIC. Một học sinh của mình sau khi học xong khoa học đã đạt được 620 điểm TOEIC và hiện giờ có khả năng giao tiếp rất tốt trong môi trường công việc. Mình tin là các bạn cũng làm được điều đó. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các khóa học chuyên sâu hơn sau này.